E5H của Electrolux anh em nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục làm con E5H này chia sẻ cho anh em này. Hôm qua là con E5A rất đây. Hôm nay là E5H anh em nhá. Thì giới thiệu qua cho anh em E5H là về cái gì nhá. Thì điện áp vào này thấp hơn này, 175V này. Sự cố này, nguồn điện yếu là một này. Thứ hai là lỗi mạch OB trên bo công suất. Thì đây cái điều kiện mà OBB báo về việc xử lý thì 300V ấy, thì phải được là 2,45V cho mạch OBB. Thì con này mình kiểm tra là OBB đang bị đứt nhá. Đây anh em này, trên sơ đồ này, OBB lấy từ 300V này, đi qua 1, 2, 3, 4 con trở 110K, báo về việc xử lý được 2,45V. Thì báo về việc xử lý nhá. Thì con đấy là cái giám sát điện áp này. Đây. Con này lấy từ 300V anh em nhá. 300V thì qua 4 con trở 110K này. Báo về vi xử lý cái đường mạch đây anh em nhá. Thì con này đang bị đứt đây này. Con này bị dán vào ỉa thối hết nhá. Đây khu vực này bị thối. Đấy. Thì đang bị đứt. Đứt cái đường báo 300V về đây. Đường này đo được có 2,45V thôi. Vi xử lý là đang không nhận biết được là đang có điện áp 300V cho vi xử lý. Thì đang báo là hiện tượng là E5H, tức là nó nhận biết được điện áp đầu vào đang bị yếu. Đấy. Tài liệu rất chi là hay luôn. Thì anh em nào có nhu cầu về tài liệu sửa chữa bo mạch điều hòa tủ lạnh máy giặt thì inbox cho em nhá. Cái này dành cho những người mới hoặc những người đã làm lâu rồi thì rất chi là làm rất chi là nhanh thôi. Khoanh vùng bệnh cho anh em nhá. Rồi cảm ơn mọi người nhá. Thank you.